Hello, xin chào tất cả các bác nhá, trở lại channel của em. Hiện tại thì em đi sang Trung Quốc các bạn. Mình sang Trung Quốc xem có dễ dàng không nhá. Bây giờ em sẽ đi vào xuất nhập cảnh. Hiện tại này em đang ở vùng giáp biên các bạn. Bây giờ em sẽ đi vào để xuất nhập cảnh để sang bên Trung Quốc nhá. Để quay cho mọi người cùng xem nhá. Đây là sổ thông hành em mới làm các bác này. Sổ thông hành xuất nhập cảnh này. Bây giờ em sẽ đi vào cửa khẩu trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu. Nhưng mà vào đây chắc là họ không cho quay đâu. Mình chỉ quay sơ sơ ở ngoài này thôi. Đây là khung cảnh tại cửa khẩu các bác nhé. Đi dắt xe cho vào trong này. Ra xe cho chỗ này rồi đi quay. Hiện tại thì em vừa với xuất cảnh xong các bạn, làm thủ tục xuất cảnh xong. Đây thủ tục xuất cảnh, bây giờ đi để sang bên kia Trung Quốc các bác nhá. Mới là qua chỗ hải quan đây người ta không cho quay các bạn, nên là mình không được quay. Thì bây giờ em sẽ đây vẫn là đất Việt Nam này, đi qua bên kia sẽ sang Trung Quốc. Có rất nhiều người qua đây đi chợ các bạn này, nhiều người đi chợ đó. Giờ mình sẽ sang bên Trung Quốc để mình nhập cảnh bên đấy một lần nữa rồi mới vào trong manifold được. Đây vẫn là Việt Nam các bạn nhá. Vẫn là Việt Nam này. Cửa khẩu Thanh Thủy này. Bên kia là có sông nhá. Chiều về mình sẽ ra đấy mình quay. Bây giờ mình sẽ đi qua đây đã. Qua cửa khẩu đây đi. Đây vẫn là đất Việt Nam. Rồi tí nữa mình sẽ sang bên kia. Đây Việt Nam này. Sang bên kia có chữ là China là của Trung Quốc qua nhá. Sang đấy chắc là họ không cho quay nữa đâu. Còn mình sẽ không quay nữa, chỉ quay qua đoạn này thôi. Đây Việt Nam này. Qua đây là China các bạn nhá. Trung Quốc. Đi nhanh kịp mấy người kia để vào cho nó dễ. Đây mấy người kia cũng đang đi cửa khẩu các bác ạ. Xuất cảnh sang Trung Quốc nhá. Đây em quay tạm dừng ở đây các bạn nhé. Và đây họ không cho quay nữa các bạn à. Có gì chiều về mình quay tiếp cho các bác xem. Đây quay sơ qua chỗ này. Rồi bây giờ mình vào để nhập cảnh này. Tạm thời ở đây nhá. Và đây họ không cho quay đâu. Mình mới nhập cảnh bên Trung Quốc xong các bác nhá. Giờ mình sẽ đi chợ này. Quay một vòng cho bác xem này. Đây là bên Trung Quốc này. Chi là các bác nhé. Sang đây nhiều đồ lắm các bạn. Chỗ này là để xuất cảnh để về Việt Nam. Đây xuất cảnh để về Việt Nam này. Đây bên Trung Quốc các bác nhá. Có cả cà phê G7 này. Bán cả cà phê xe này, xe Trung Quốc này. Đây là Trung Quốc các bác nhá. Giờ em đi vào trong chợ. Đây bán nhiều đồ lắm các bạn. Quá nhiều đồ luôn, đây là Trung Quốc này, Trung Quốc. Giờ em sẽ đi lên khu chợ này. Quay cho bác xem, Trung Quốc này. Trung Quốc nha. Đồ Trung Quốc giáp biên, Việt Nam và Trung Quốc. Đây có nhiều người sang đây chơi lắm này. Xe Trung Quốc.
đây toàn đồ Trung Quốc các bác nhá. Đây là khu chợ, chợ của Trung Quốc này. Đây là bên gọi là thị trấn Manifor, Manifor của Trung Quốc. Giờ em sẽ đi một vòng quanh khu chợ này. Ở đây cũng có nhiều người Việt sang đây để mua hàng, quần áo, giày dép các kiểu. Giờ mình sẽ đi một vòng loanh quanh ở cái khu chợ này, quay cho mọi người cùng xem. Đồ điện tử nhiều lắm các bạn, bát đũa này, nói chung ở đây cái gì cũng có, cái gì cũng có hết các bạn, dao kiếm súng trước các kiểu luôn, cái gì cũng có. Thì sợ là không có tiền để đi thôi, không có tiền để mua thôi. Quần áo, bây giờ mình quay lại để vào bên trong kia, đi bên đằng kia. Đường này kiểu đường cụt ấy, không có nối ra, không có nối thông nhau. Hôm nay chắc là ngày rằm, hôm nay là ngày rằm nên là người ta không bán mấy nữa. Mình thường lại bán nhiều đồ lắm. Trẻ con Trung Quốc. Người Trung gần giống người Việt các bác nhá, giống người Việt ấy, nhát nhát giống nhau. Giờ em sẽ đi vào sang bên kia để quay cho các bác xem. Ở đây thì chưa có nhiều đồ mấy nữa, vào trong Manifor thì nhiều đồ hơn. Và bên trong cách đây khoảng 14-15 cây ạ. Trong đấy nó sầm ớt hơn ở ngoài này. Đây kia là đồi này, đồi bên Trung Quốc này. Để hôm qua bên này nhá. Ở đây có nhiều quán ăn lắm, có quán cơm, nhưng mà cơm bên này ăn cũng hơi đắt, do không biết tiếng nữa, không biết tiếng với lại không biết giá tiền bên này thế nào, nên mình không ăn được. Đi sang đây để dạo chơi thôi. Xe máy Trung Quốc này, bên kia đồ Trung Quốc các bác nhá, đồ rất là cao luôn đấy ạ. Đây, nhìn xa xa, đường xa xa kìa. Đó, cái máy mình nó không zoom lên được. Không biết bên trên trồng cây gì nữa. Mà khi ở đây bán pháo ấy, ở đây bán nhiều pháo lắm. Nhưng hôm nay không biết sao người ta lại không bán pháo nữa. Hết, không phải ngày Tết nên người ta nghỉ pháo rồi các bạn. Đây là cả cơm Việt Nam nhá, cơm phở Việt Nam nhá. Có người Việt sang đây buôn bán các bạn. Nếu mà bác nào mà sang đây ăn cơm thì ra đây vẫn ăn bình thường được, có cả người Việt nữa. Có một số người Việt bán hàng, sang đây bán hàng cho người Trung. Ngày Tết thì ở đây họ bán pháo này, bán pháo ở cái sân này. Mà giờ chắc là hết, không phải ngày Tết nên là hết Tết rồi nên là không ăn pháo nữa. Mọi khi là ở mấy cửa hàng đầu kia là có rất là nhiều pháo. Giờ mình sẽ đi vòng một vòng ở đây, đi một vòng đây rồi ra chỗ sân. Ở ngoài kia có cái sân, kiểu có ria sông ấy. Lát nữa xem có cái đồ gì hay sẽ vào quán em xem, quay cho bác xem nhé. Giờ thì cứ lượn lờ một vòng đã, xem nó thế nào. Nhưng ở đây thì nó không sầm uất lắm, không sầm uất như kiểu ở bên trong Manifor thị trấn đâu.
đây gọi là gần giáp biên ấy, nên nó không có nhiều đồ mấy. Nếu mà đi vào bên trong nữa, cách đây khoảng 15-20 cây thì đấy là có một cái thị trấn rất là sầm uất. Em thì em chưa vào đâu nhưng mà nghe mọi người nói ở trong đấy sầm uất lắm. Nếu mà có thời gian thì em sẽ vào trong đấy em quay cho mọi người cùng xem. Mà do hôm nay làm giấy thông hành muộn quá, xong lên đây muộn quá nữa nên là không kịp đi vào. Chiều là mình phải về luôn, mình không được ở lại, không được trú lại nhé. Tí nữa em sẽ đi sâu vào bên trong một chút để quay cho mọi người cùng xem bên trong kia nó thế nào. Giờ quay ở ngoài này, quay ở ngoài này cho mọi người cùng xem. Bình thường ngoài này họ sẽ bắn pháo này, sẽ trước đây là ở đây là có chỗ nghỉ ngơi. Em sang đây trước đây, em sang đây một lần rồi nên là cũng biết chút chút, nên là hôm nay quyết định sang đây quay cho mọi người cùng xem. Bên kia cũng sầm uất đó các bạn, bên kia như kiểu một thị trấn nữa. Đây con sông này chảy qua ở đây là thượng nguồn của cái con sông sông Lô các bác nhá. Đây nước sông Lô chảy ở trên này về này. Đây các bác xem cái cầu có đẹp không ạ? Cầu rất đẹp luôn, cầu Trung Quốc. Bên kia có nhà rất là đẹp nhá. Đồi núi này, cây cối các kiểu luôn ạ. Đây, đồi Trung Quốc rất là cao luôn, đây đất Trung Quốc. Nếu vào trong chắc còn cao nữa. Giờ em sẽ đi vòng sang bên kia, quay cho mọi người cùng xem ở bên kia thế nào. Nếu mà bác nào mà đi phượt thì có thể ghé lên Thanh Thủy và sang bên dưới chơi. Đi trong ngày các bác nhá, đi trong ngày thôi. Từ thị xã Hà Giang mà lên đến trên này nó khoảng 20 cây, hơn 20 cây một tí. Chúng ta vào chỗ Xuân Nhập Cảnh làm giấy thông hành, và cứ thế là đi qua hai trạm để người ta làm rồi sang bên đây thôi. Đi sang đây thì cũng đơn giản thôi, không khó khăn gì đâu. Nếu mà chưa đi thì thấy sợ sợ đấy, nhưng mà đi rồi thì cứ thử đi một lần sẽ thấy quen. Đây có cái cầu, cầu rất là đẹp luôn đây, cầu Trung Quốc họ xây này, kiên cố này, không giống như kiểu Việt Nam này. Bảo Trung Quốc không biết chữ. Mình không biết chữ các bạn. Không biết chữ nên là không biết đọc kiểu gì nữa. Đây. Đây cái cầu này. Sông này. Nếu mà ai mà mua pháo chắc là họ tuồn qua cái đường này, không biết xuống đây chạy sang bên Việt Nam mà chấn. Hôm qua chỗ kia là họ kiểm soát, không mang được cái gì về. Quần áo thì mang được chứ còn không mang được một cái gì gọi là vũ khí cả. Ôi giời, bán mít. Mít rất là thơm luôn. Không biết chữ này, không biết mua kiểu gì nữa. Đây bán rất nhiều hoa quả các bạn. Nhiều hoa quả lắm. Dưa chắc có cả dưa Việt Nam đấy. Đây cả chôm chôm xoài các kiểu la. Tức là thả sẽ đi ăn trong cũng nhiều đồ lắm các bạn. Đi qua một vòng ra đây quay cho bác xem này.
Đây bán đồ ăn các bác nhá. Thế không thấy ai bán hàng cả. Kia có phở kia. Mít. Mít các bác nhá. Không biết giá hay là không biết mua kiểu gì. Không biết tiếng nữa. Đây đa số là dùng chuồng, dùng tiền chung các bác nhé. Dùng tiền chung để mua à, mình sang đây mình không đổi được tiền chung. Không biết đổi tiền chung thế nào. Đây sao đường nên đổi, đường nên đổi xong rồi. Chẳng biết là đi đâu nữa. Lượn nờ các kiểu đây cho bác xem này. Ôi hết pin rồi. Hết pin rồi các bạn. Nên là vào đâu ngồi uống nước để sạc nhờ đã. Để sạc nhờ. Quán ăn kiểu gì nữa đây. Đây không bán cái gì nữa. Mình thử ăn phở bên Trung Quốc các bác nhá. Đây phở Trung Quốc này. Nó phải nhiều ớt không các bạn? Đây anh này đang ăn này. Trung Quốc này, ớt rất là nhiều luôn. Đỏ ớt luôn, mình không cho ớt đâu nhưng mà chắc người ta không biết các bạn. Người ta không biết nên người ta cho ớt vào, không biết là mình có ăn được không. Để ăn thử đã. Không biết là tí trả tiền kiểu gì nữa. Không phải ớt các bạn. Không phải ớt. Nó cũng rất là cay luôn. Cay lắm. Nhờ quay các bác xem tô phở này. Tô phở Trung Quốc này. Xin mời các bác nhé. Đây là có bạn gái này biết nói một chút tiếng tiếng Việt. Chắc là giao tiếp được. Nói bằng tiếng Việt. Mỡ nhỏ không bác? Bây giờ cho gì cho mỡ nhỏ. Chắc không ăn nổi. Mỡ nhiều lắm các bạn. Khó ăn lắm. Rồi. Lát nữa mình sẽ đi quay một vòng nhé. Giờ mình ăn đã, ăn nốt đã. Nhưng mà chắc là không ăn được mấy đâu. Các bác chú ý nhá, sang đây nhớ lên xem tiền Trung Quốc nhá. Em vừa mới ăn phở xong nhưng mà không ăn được. Nhưng mà trả tiền thì người ta không dùng tiền Việt Nam, tiền Trung cơ. Giờ may có chị bên cạnh bán hoa quả chỗ này. Chắc là người Việt. Chị người Việt nên là chị bảo nên chị đã đổi tiền. Đổi tiền cho mình. Cái này là nhập vào Việt Nam sang à chị? Ừ. Chị là người Việt chứ nhỉ? Ừ, người Việt Nam. Vâng. Sang đây mà không biết tiếng Trung thì cũng hơi mệt nhỉ? Ăn uống, ví dụ nỡ mà ăn rồi mà không biết nữa thì thôi rồi. Vâng. Nhưng mà lại không biết ý. Vâng. Vâng, vâng. Đây là chị người Việt này. Vừa đổi tiền cho mình. Chào chị nhá. Ừ. Chị bán hàng bán. Chị người Việt, chị sang đây chị buôn bán. Chị vừa với đã đổi tiền giúp mình. Đây, cho bác xem tiền chung này. À tí nữa. Chị về quay cho bác xem tiền chung. Đây hoa quả. Thế một phần của người Việt nữa bạn. Mà các bác nào mà sang đây khi nào mà vào ăn thì nhớ hỏi tiền trước các bác nhé. Khi mà mình nỡ ăn rồi mà mình không biết tiền là không biết giao tiếp kiểu gì đâu. Đây có cả người Việt bên này nữa. Nên không biết mình nên chọn chỗ nào mà có người Việt mình mua sẽ dễ hơn. Xong này. Chứ không biết là nếu lúc mà rất là khó đấy. Mình mới vừa vào đấy sang đấy để ăn. Thử ăn phở bên đấy thế nào là và để sạc cái pin nhưng mà đang bị mất điện.
Máy quay của mình nó đang bị hết pin. Giờ mình sẽ đi sâu bên trong một chút. Đưa 50.000 cho người ta nhưng mà người ta không lấy các bạn. 70.000 thì được kiểu 2 đồng hay sao ạ? 70.000 được 2 đồng thì mình mất 1 đồng. Thì là nó khoảng 70.000 35.000, hình như 35.000 một bát tính tiền Việt Nam. Nhưng mà đưa 50.000 thì người ta không nhận vì người ta không biết là tiền giá trị của Việt Nam. Hiểu, người ta không quy đổi tiền Trung Quốc ra Việt Nam kiểu gì ấy. Nên là đưa người ta không nhận. Từ sang đây mà không biết tiếng là cũng hơi khó. Được cái là ở gần cửa khẩu nên là sẽ có người Việt ở sang đây. Người Việt sang đây buôn bán. Nên mình nói chuyện dễ hơn. Mình giao tiếp với người, nhờ các chị bên này người ta đổi tiền cho cũng được. Đi sâu bên trong một chút. Thế là máy quay của em nó cũng sắp hết pin. Quay cho ba người Trung Quốc này. Xính. Đây xe Trung Quốc các bác nha. Chỗ này chắc là buổi tối ra đây sẽ là ấy hơn, đẹp hơn. Nhưng mà vào đây mua gì mà không biết tiếng là rất là khó các bác nhá. Chịu luôn, không biết tiếng. Chỉ có xem thôi. Mình vừa ăn phở kia xong nhưng mà không ăn được. Do bên này họ ăn quen bằng mỡ nhiều hay sao ấy. Mình không thể nào ăn được, ăn 2-3 miếng thử. Thử ăn thôi. Nhưng mà không ăn nổi. Để anh quay một chút rồi đi về. Do cái máy quay của mình nó cũng hết pin nữa. Sắp hết pin rồi các bạn. Giờ muốn ăn gì thì phải xem giá tiền. Hoặc là tiền Trung Quốc như nào thì mình mới vào mua được. Đây, nhiều nhà đẹp lắm. Đây, chắc là nhà sách này. Thấy có nhiều sách này, chắc như kiểu thư viện ấy. Thư viện như kiểu của Việt Nam ấy. Hôm nay chắc là ngày nghỉ. Đây là họ đóng cửa. Đây, càng vào sâu rất là đẹp luôn. Càng vào sâu bên trong rất là đẹp. Bên trong, nếu mà đi vào trong này, đi ô tô ấy, mười mấy cây vào thị trấn của nó sẽ đẹp hơn. Nên đây mình không, xe máy mình không sang được các bác nhá. Không mang xe máy được sang. Sang bên Trung Quốc ngặt nghèo lắm. Nói chung là thủ tục của họ phức tạp hơn Việt Nam rất là nhiều luôn. Qua mấy cửa xong mới về được. Xong mới vào được, rồi nhập cảnh được sang bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc này họ làm rất là ngặt nghèo luôn ạ. Thủ tục. Cái là đồi này. Đây, vào sâu. Vào sâu bên trong chắc là rất là đẹp. Đẹp rất là nhiều luôn. Đây xe Trung Quốc nhá. Đây. Mình sẽ đi xem ra chỗ ria sâu. Đi vào một tí rồi mình quay ra. Tựa vào sâu thì mình cũng không biết đường nữa. Sau này có nhiều quán ăn lắm nhưng mà toàn là của Trung Quốc thôi. Mình không biết là kiểu gì. Đây có bậc bậc này. Mình đi theo bậc nhá, nhớ đi vào đây đi theo bậc nhá. Sang Trung Quốc không giống Việt Nam đâu các bạn. Đi linh tinh dẫm vào cây que nhỡ nó bắt được thì mình không biết nói kiểu gì, không biết trả lời kiểu gì. Đây trẻ con Trung Quốc này đang nghịch này, chưa chơi, nhìn rất là xinh gái. Đấy. Đây sông bên Trung Quốc các bác nha. Sông bên Trung Quốc này. Bên kia có đồi này, cây cối nhiều lắm. Vào sâu chắc là đẹp hơn đấy. Mà do máy quay nó cũng hết nữa. Sắp hết pin rồi. Nên mình không quay được nhiều. Do hôm qua đi cũng không để ý nữa, để ý pin nữa. Vào bên trong này đẹp lắm. Nhưng mà mình sẽ đi vào trong rồi mình quay ra thôi. Quay ra rồi chuẩn bị đi về. Cái này mình đi trong ngày nhá. Khoảng 3 giờ 2-3 giờ mình phải về rồi các bạn. Không là không được đâu. Bên trong này không biết có cái nhà gì rất là đẹp này. Nhà gì đẹp lắm. Đây chỗ này như kiểu chỗ nghỉ ngơi ấy. Có nhiều người ra đây nghỉ ngơi này. Trong này như kiểu là cái thông quan, thông hành cái gì đấy.
nói chung là mình không biết. Và đây chắc là đẹp, rất là đẹp luôn. Đây xe máy Trung Quốc này. Đi vào sâu chắc là đẹp. Bây giờ chắc quay ra thôi. Quay ra các bạn. Rồi sẽ đi ra ngoài và đánh quay một lúc rồi đi về. Và đây mình không biết tiền nong kiểu gì nữa, nên không biết mua. Không biết tiền của Trung Quốc kiểu gì nữa. Nếu vào mà ăn xong rồi, uống xong rồi mà không biết tiền là cũng vất đấy các bạn. Hơi khó đấy. Thế là trước khi vào đây thì xem mà có người Việt, hoặc là mình đổi tiền của Trung Quốc đã. Đổi tiền của Trung Quốc rồi mình vẫn sang. Khi mà mình đổi thì mình ăn cái gì thì mình dơ tiền đấy ra. Được thì họ sẽ trả lại mình bằng tiền Trung Quốc. Nhưng không biết là cũng hơi vất. Hôm nay mình sang mình cũng không đổi nữa. Mình quên không đổi tiền Việt. Thế mình cứ thế mình sang thôi. Sang thử vào ăn phở. Nhưng mà không ăn nổi các bạn. Phở bên này họ cho cái gì ấy, như kiểu mỡ, không thể nào mà ăn được, mỡ nhiều quá các bạn, mình không ăn quen. Ở bên họ thì họ ăn quen nhưng mà mình không ăn được. Đây cửa hàng, toàn bộ cửa hàng Trung Quốc, rất là nhiều đồ đạc lắm. Sang đây phải biết một chút về tiếng Trung thôi các bạn. Xe cộ các kiểu. Giờ mình sẽ quay một lúc rồi đi về các bác nhé. Bây giờ là cũng hơn 10 giờ rồi. Đi nếu mà để lúc nữa thì sợ là người ta không làm việc nữa đấy. Nên phải chờ đến 2-3 giờ cơ. 2-3 giờ mới xuất cảnh được. Quay thế cho bác xem là đủ. Thế nào mà các bác nào mà lên Hà Giang thì có thể ghé qua đây chơi. Nhiều đồ đẹp lắm nhưng mà mình không biết tiếng, không biết giá cả nữa. Nên là không biết là kiểu gì. Nếu mà bây giờ mà chờ thì phải đến 11 giờ. 11 giờ, hơn 11 giờ ấy. À đâu, 2 giờ. Chắc là 2 giờ. 2 giờ thì mới làm thủ tục để xuất cảnh được. À, thôi chơi nên quanh thế đủ rồi các bạn. Quay sơ sơ cho bác sang Trung Quốc. Như vậy được rồi. Giờ em sẽ đi ra xuất cảnh và đi về thôi. Xe toàn xe Trung Quốc. Không biết nhãn hiệu kiểu gì. Bây giờ là 10 giờ. Thì bây giờ vẫn là đang trong giờ làm việc quá nhá. Thì mình ra mình xuất cảnh mình đi về thôi. Nắng lắm. Ở đây mà lượn lờ đến 2-3 tiếng nữa chắc là không biết là giặt dẹo ở đâu nữa. Thì điện thoại cũng hết, máy quay cũng hết pin rồi. Quay cho bác xem máy xe Trung Quốc. Xe máy Trung Quốc. Ở đây bán các quả măng đắng này. Các đồ măng đắng ngô các kiểu. Măng ngô. Măng như kiểu măng của Việt Nam ấy. Ngô như kiểu cũng của ngô của Việt Nam thôi. Đây. Đây có cả người Việt này. Người Việt đang bán mít. Đây là của Trung Quốc. Ê, ô tô. Mấy bạn Trung Quốc. Giờ mình sẽ đi ra làm thủ tục xuất cảnh và đi về thôi các bạn. Nhanh quanh thế đủ rồi. Điện thoại, nhưng hôm nay mất điện các bạn. Mất điện nên là có muốn mua nước sạc pin thì cũng không thể sạc được. Đây là cửa xuất cảnh các bác nhá. Tiến vào đây xuất cảnh và đi về. Đi lòng vòng trên đây. Đây bán có cả Jet Boom của Việt Nam, Jet Boom nước ngọt các kiểu. Bạn thấy thế nào?
Nên Hà Giang thì nhớ ghé qua cửa khẩu Thanh Thủy để sang Trung Quốc bác nhá. Trung Quốc 10:05. 10:05 rồi các bạn. Em chuẩn bị em đi về đây. Đi lên đây quay qua cho bác xem cây kiếm. Em vừa nhìn thấy. Nhưng mà mình không biết tiếng Việt. À không biết tiếng Trung nên không biết là vào đây họ cho quay không. Không biết nói chuyện kiểu gì. Ở đây có nhiều người Việt sang đây buôn bán lắm. Có rất nhiều người Việt ở đây luôn. Nhưng mà sang đây họ toàn nói tiếng Trung với nhau nên mình chả biết là người nào người Việt, người nào người Trung nữa. Xin chào các bác nha. Video của em kết thúc ở đây. Tại máy quay của em hết pin rồi. Không quay cho các bác xem cây kiếm được. Em lượn lờ đi ra đi về đấy các bạn. Lần sau em sẽ vào thị trấn Manifold. Bên trong cách đây khoảng 20 cây quay cho các bác xem nhé. Xin chào các bác nha. Mình vừa làm thủ tục xuất cảnh xong các bác nha. Bây giờ trở về Việt Nam thôi các bạn. Bên đây vẫn là của Trung Quốc. Đây là Chile này, Tân Bảo Chile này. Sang bên kia sẽ là của Việt Nam các bác nhé. Đây, Trung Quốc. Trung Quốc các bạn. Giờ mình sẽ đi qua đây và đi về thôi. Muộn rồi. Ở lại thì cũng không quay được các do hết pin. Đây, quay cho bác xem Trung Quốc. Bên kia là đồn lên kiểu biên phòng của Việt Nam ấy. Đây qua đây là của Trung Quốc này. Qua cái chỗ này là của Trung Quốc này, sang bên kia là của Việt Nam.